rồi, rất là ngon. Dớt dớt con để ít đường nha nhân dớt. Dớt thấy cho thánh đường nè. Ít thôi nhân dớt. Rồi được rồi, nha đưa rồi. Nhiều quá. Là ly sữa đậu nành nóng rất là ngon. Uống ly cà phê rồi giờ chạy qua uống thêm ly sữa đậu nành á. Mẹ con uống đi. Thấy uống rồi tí. Thánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng uống sữa đậu nành với dì Út. Sữa đậu nành nhà anh Tân nấu tại lò luôn. Đúng là sữa đậu nành này khác với cái ly sữa đậu nành hôm bữa Khánh uống tại nhà á, là anh Tân nói là do ở trong này nè có thêm đậu phộng với lại đậu xanh ở trong này, cho nên là mình uống cái cảm nhận của mình nó giống như là sữa đậu nành khác. Đậu xanh, dạ. Lá dứa, đậu xanh, đậu nành, đậu xanh, rồi đậu xanh, rồi lá dứa. Cái vị nó khác nhưng mà nó có một cái màu xanh ở trong đây, nó hơn mùi lá dứa nữa. Uống sữa đậu nành thì rất là tốt, vừa đẹp da nè, vừa đẹp dáng nè, rồi vừa đẹp đủ thứ nữa. Khánh khoái uống sữa đậu nành lắm, mà nhiều khi có đi chợ buổi sáng thì mới có sữa đậu nành nóng để uống, hoặc là có người mà sữa đậu nành không phải là ai bán cũng đều ngon hết, có người thì bán ngon, có người thì bán lại giống như là không có được đậm đặc. Như dì Út vậy là bán dì Út, sữa đậu nành của dì Út rất là đậm đặc, rất là béo, thơm, không có vị hôi thối. Có nhiều người thì bán sữa đậu nành thì uống vô nghe cái mùi hôi thối, lý do là do cái người chụm hả dì Út, là do cái người chụm chụm nấu nấu cái nồi sữa chụm không đều là hôi thối. Dạ, vậy là chụm phải đều lửa và lửa lớn, lửa lớn rồi khi mà nó vừa sôi thì mình dắt xuống là được. Sôi dài dạo cho nó chín hả? Dạ, là sôi dài dạo. Giờ khi mình nấu sữa đậu nành á, ở trên nó có cái gì kêu bằng cái miếng trên không vậy? Bảy nắp á. Sữa đậu nành không có tổ kia, không có tổ kia. Sữa đậu nành không có tổ kia. À, có đậu gián là mới có tổ kia. Vậy là đậu gián thì có tổ kia. Sữa đậu nành này lý do là có thêm đậu xanh. Có đậu xanh. Cho nên là không có tổ kia. Hồi tối này ngủ ở nhà con á vợ. Dạ. 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 Đây, ngồi đi. Dạ. Dạ. Sau khi mà múc xong thì thấy cái mũ sợi bù ra lại sợi bù bù. Dạ. Vậy thì giờ biết gì dì Út nấu rất là kỹ lưỡng. Dạ. Ừ. Sao để cho rồi bù cái mất vệ sinh. Dạ. Uống đi tí. Uống đi con. Uống đi con. Quậy đường với. Chợ đông. Dạ. Bây giờ là chủ nhật chợ đông 2, 3. Dạ. Dốt ăn gì chưa dạ? Ăn rồi. Dạ. Khuya là ăn rồi con. Dạ. Bữa nào cũng nấu cơm đem theo ăn. Dạ. Hôm qua anh Tân có đem cho con một bịch tương. Dạ. Anh Tân chắc anh lén mà anh lấy một bịch tương. Đâu anh lén. Kêu mà. Kêu mẹ múc kêu nó lén à. Dạ. Đó, vậy con ăn liền. Dạ. Luôn. Ngon không? Ngon. Dạ. Dốt dốt. Sao mà hôm qua cũng nhỏ em con á, nó cũng mua bịch tương của người ta. Mà về á, tại vì nhỏ em con nó khoái ăn tương á. Dạ. Nó ăn với chú già á. Mà sao về ăn vô nó hôi ngãi dữ. Dạ. Người ta mà không có thiệt tình, cái này mình mà không có để thuốc chống mắt. Dạ. Vậy không, không có để thuốc chống mắt, không có để bột, không có lền lền. Dạ, còn người ta sao? Như là hôm qua em con nó mua mà về đổ luôn ăn không được, nó hôi á.
với ai nữa người ta mần không có kỹ. Dạ. Còn cái này mình mần cũng như nấu rồi cái ủ luôn sạp liền. Dạ. Không có để tùm lum ở ngoài. Dạ. Nên vô nhà không biết bay mùi tương. Dạ. Nó không có hôi thối gì hết. Dạ, dạ. Còn nấu rồi cái ủ vô cái này hai bữa cái chế nước uống vô. Dạ. Cái này vô đường bán. Tương của dĩa ngon, ăn thơm. Đường á thì tới lò dặn tanh nó chở lần á cả xe qua lắm cho hết. Dạ. Dạ dạ. Mua gì á cô? 4.000 bịch à. Cô mua bịch bắp gan bơ. Chắc về cho con trai hay gì đây? Cháu nội à. Cháu nội. Mua bắp đi, ăn dẹp bịch rồi chở con. Dạ. 2.000 hai cân. Để chị tấm cho để nó về nó bể con ơi, cưng ơi. Hôm mốt về mở điện thoại có hình cưng nè. Ok con trai, vậy được hả con? Cô mua thêm bột bún nữa hay gì đây? Bún bún nha, đừng có tí gì cho cháu nội nữa á. Dạ. Còn có mấy đứa cháu nội lận? Một đứa à? Dạ. Vậy là cưng cháu nội lắm mà. Sữa đậu nành, mua bắp gân bơ, mua thêm bịch bún nữa. Ăn cái kiểu này giác kỹ ăn tô quá. Hôm qua ngồi bán này nó điểm xuống rồi mẹ múc cho con nửa cái tương. À, tao có rồi đồ múc đem về cho nó đó. Dạ. Nó không banh đàng hoàng lắm. Không có chơi mà. Yeah. Quay nhỏ bao nước mắm. Hồi nó lại ngay chỗ cái hoàn cảnh hai chữ. Dạ đi. Tập quá. Giờ mình đi. Đi đi đi. Mấy cô ở đây khoái á, khoái lên phim cho vui. Chị mặc áo được hay là dạ thấy chị mặc áo được hay là chị gì đi được rồi hả? Chị đi rồi ừ. Chị bán nước mắm ở đây hả? Dạ. Đó, đây là mấy cái thùng bán nước mắm của chị. Dạ. Nước mắm gì lấy chị bán nước mắm ở đâu vậy chị? À chị lấy ở Sa Đéc á, trên Tiền Giang nữa. Ừ. Tiền Giang nữa, Sa Đéc nữa. Người ta bỏ cho chị. Chị bán nguyên chất từ đó đến giờ á. Chị mối ở xa ở đâu người ta cũng lại đây hết. Nước mắm chị là nước mắm nước mắm cá bên Tiền Giang. Ừ, nước mắm cá thôi, cá Nhật á. Dạ. Chị có qua cái lò đó luôn á hả? Xa, chị nói ở đâu người ta cũng đi tới hết. Được cái mẹ mua quá xinh. Là nước mắm chị là bán lít chứ không phải là bán chai. Nước mắm bán lít. Lít lẻ lẻ. Dạ, bán lẻ lít. Lẻ lít. Mình thấy là đây là những cái thùng nước mắm. Thường thường thì nước mắm bán lẻ thì nước mắm làm từ cá. Ờ. Dạ. Nguyên chất cá. Nhưng mà thơm ta chịu lắm, chịu hơn con chai. Dạ. Có nhiều người cũng nhận giống như là mình không biết á, người ta đi bán dạo á vậy. Thì những nước mắm mà pha quá chất á, chứ không phải từ cá nữa. Quá chất á, không phải cá mà chai nó không thơm bằng, nó lạ nhưng mà nó không thơm bằng. Dạ. Mình bị chất cá nó phải có khoái một chút vậy đó. Như nó có cái mùi giống như là cái mùi cá nhiều hơn, mùi giống như là mùi tanh vậy, giống như vậy đó. Cá nó dính quần áo mình, nó hôi hoài là nước uống cá thiệt. Đúng không chị? Ờ. Nó hôi lắm. Nó dính vô là nó hôi lắm em nghĩ. Dạ. Không phải. Không phải. Có bữa thì cũng được lắm. Dạ. Có bữa thì bán cũng đắt lắm, muốn hết. Dạ. Bán được, còn có bữa thì cũng như bán cũng đây rai vậy hả cưng? Không có ấy gì. Giờ mà cái nghề này đâu có lời nhiều. Chị bán có bao nhiêu loại nước mắm vậy? À, chị có loại 10.000 với 20, 30.
30-40 cũng có nữa. Dạ. À, mấy cái đó cái dạng 50 thì mấy nhiều ít người mua vì cứ có người ta đang cán tiền á. Mấy cái đó thì ấy mà thơm ngon lắm. Dạ. Có nước mắm rươi không chị? Rươi thì hôm trước có em chị nó ở cái thành phố á, nó có bán mà rồi giờ cỡ này nó hết lên rồi. Rươi cũng ngon. Mới này khoảng chừng tháng trước ra lại thôi. Tháng trước ra lại. Rồi cái đó khoảng nhiêu lít chị, nước mắm rươi á? Rươi nhiều lắm cô ơi, cả mấy 200.000 lít lận. Vậy hả? Rươi ngon không chị? Ngon, rươi thì cũng ngon mà cái dạng của nó thơm, nó bằng cái nước mắm biển mình. Dạ. Mắm biển mình là nó ngon. Chị tên gì? Cưng ở đâu? Em ở Hòa Lộc. Ờ, ở Hòa Lộc hả? Thì sao mà hôm đó Cưng có xuống đây rồi á, phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Cưng xuống này thì hôm nay là Cưng đi nữa hả? Dạ. Cũng như vậy là đi cái này là quay, là có khi không quay lặn dạo, cũng như là mình cũng không quay lặn chơi gì, cũng như ấy vậy thôi. Dạ đúng rồi. Và chơi vui chơi vậy thôi phải không? Dạ đúng rồi chị. Thì Cưng quay ở đây thì có quay ở đâu nữa không? Dạ ở đâu em cũng đi hết trơn á. Đợi nào cũng đi á. Dạ. Đây là quầy nước mắm của chị Xuyên. Ở đây có mặt chợ, chị Xuyên có bán thêm cái rế nè. Rế để mà để nồi, để thao, để nồi. Hả? Ở đây có ai? Mấy người bán nước mắm làm chị Xuyên? À, 3 người ạ. Nó phải 3 người Cưng. À, thiệt quá hả? Dạ, phải 3 người á. Thiệt quá. Mình khai nữa. Dính luôn nè, nó không biết có nó ha. Dạ. Ừ. Nó thì mới, nó mới bán. Dạ. Nó ra nó bán. Thì nó bán hết cho chị kia. Chị là hồi đó giờ chị bán cả hai mấy năm rồi. Chị bán hai mấy năm mà tại quầy này luôn á. À, không có, cũng như hồi trước á thì ở đằng kia này cái sao giờ đi vô chân banh chợ vô đây luôn rồi. Đi vô đây luôn cả còn cái chục năm rồi đó. Dạ. Mới vô chỗ này. Mấy chỗ trước thì đi vô đi tầm lum hết đơn giờ đi vậy đó. Dạ. Là lúc trước chị cũng có đi bán chợ này chợ kia. Ừ. Dạ. Rồi sau này thì không có cũng một chợ này nè bị chi khi mà ta mần quầy đồ á thì giờ đi giờ chỗ này giờ chỗ kia giờ chỗ này giờ chỗ kia dạ. Thì Cưng đi với ai vậy? Em đi với em Cưng hả? Dạ. Cũng đi với Cưng lần nào là cũng nó có nó đi hả, là tại bữa nay nó không học nó đi với Cưng. Dạ. Nó không có học thì nó mới đi với Cưng á phải không? Dạ, dạ, thì đi học. Chị có ai phụ chị không? Bình thường á, bình thường thì ví dụ chở đi bỏ mối thì có chồng chị chở bỏ mối cho người ta. Dạ. Rồi còn nhưng mà nói có khi thì hết thì lại đây nè thì chị bán ở đây. Dạ. Khi nào mà rảnh thì giờ chở, tại chị thấy xa dữ lắm chị cũng chở đi nữa, tại vì cũng biết sao nhiều khi dở cầu nữa chị đi vòng á cực dữ lắm, ảnh mất đi chứ tỏ đồ ra là chị dở chị đi không à. Dạ. Rồi, em ra bên bé này chơi nha. Em chúc chị mua mai bán đắt nha. Cảm ơn chị nghe. Dạ. Chị nhớ lên phim coi nha, có hình chị đánh đó nha. Dạ. À. Thì hồi nãy là có bé Tiên. Bé Tiên rủ Khánh lên chơi tấm cho bịch khoai. Lúc mà Khánh đang livestream á thì Khánh tưởng là Tiên nói chơi, ai ngờ Tiên nói thiệt. Đó, Tiên tấm cho Khánh bịch khoai thiệt luôn. Đây là khoai mẹ của Tiên nấu đúng không? Dạ. Khoai của mẹ người ta nấu. Em giao lại cho người ta nấu. Quầy nước mắm của bé Tiên thì nằm như là giữa nhà lòng, chỗ nhà lòng ăn uống thì nằm chính giữa, nếu mà mọi người đó ăn nước mắm thì xuống đây ủng hộ. Cảm ơn chị Nga. Cảm ơn mình Khoai nha. Ngại quá. Chị cảm ơn Cưng nhiều nha. Dạ. Chúc Cưng mua may bán cát nha. Cảm ơn chị.
khoai ra hả? Đây là khoai, khoai bé Tiên. Tiên bán nước mắm ở dưới á. Con mời mọi người cùng ăn khoai nghe. Để cái khoai này ngon dốt ăn hay gì không? Dẻo. Nhìn cái tướng dẻo dữ vậy. Nhìn nhìn cái tướng thấy dẻo. Như tập 10 ngàn phải không? Cho. Đâu chưa? Ăn cái bé bán nước mắm dưới á. Xe, xe. Không phải, kế bên nữa. Tiên. Dạ. Chị cho nhiều quá chắc 8 ngàn. Chị khoai ấy vậy. Có quen không? Bữa hổm mới quen bữa hổm á vợ. Khoai này dẻo mà ngọt ghê á vợ. Dẻo ăn thử lên. Thì biết đường. Biết đường. Nấu khéo. Dạ. Nấu khéo là do hấp hay là do nấu hơi gì đó? Tên chỉ á. Dạ. Cho khô nó dẻo cái khoai. Ngon quá. Ngon quá Tiên ơi, chị cảm ơn Tiên nha. Dốt ơi, bình thường á, nếu mà ngày thường thì dốt bán đậu có bằng cái ngày chủ nhật không? Thôi rồi chị à. Nghĩa hả? Tại mối lấy còn nhiều bánh. Dạ, cho em mượn cái ghế này chị. Con cho mượn cái ghế này con. Ghế của bà bảy lá sâm à. Tôi nặng ra. Con mượn nó bà bảy lá sâm cho hai đứa bà anh bà. Dạ. Chị cho em hả? Chị bán nước mắm. Chị Xuyên. Mua cho em hai bánh bò. À, em cảm ơn chị Xuyên. Em cảm ơn chị Xuyên nhiều. Xuyên. Bạn ơi, thì bánh bò đừng hút nốt hay gì nè gì ốc ơi. Cái này tội nghiệp chị hay không? Bánh bò đừng hút nốt. Được rồi, đồ nó khóc. Tấm vô đi đi, hồi nữa về dùng đường ăn để đói bụng. À, để em đây con dỗ ăn luôn. Con bé ăn gì nổi nữa con. Con rồi ăn khoai uống cà phê nữa lỡ nô quá. Em về cho bé ăn nhạc. Bạn nhiều tí hả? Bữa nào có mua nước mắm này xuống đây mua ủng hộ đi tí. Mình dòng nó mốt quen hết cái chợ thôi mà cái đi mốt. Mà nhà con mà có mốt sao mua được nước mắm bột ngọt thì cái dòng nó thêm mua. Mua bán giá rẻ mà con đó. Hả? Rẻ mình được ăn. Có tiện đường cái ghế ngang qua. Gì đó? Có gì đó? Sao mà con lại đi mất. Còn nhiêu bán lẻ? Dạ. Bây giờ tính ra cả chục mười mấy mối à? Dạ. Là ở chợ này hay là ở chợ này là mấy chợ khác tôi lại tôi lấy á. Dạ. Chợ này riêng. Dạ. Bây giờ tấm sữa với tấm đậu, đậu nhà tấm sẵn cho lại lấy nhiều hơn được. Bây giờ hai mẹ con mà cũng không ai được luôn. Dạ. Nào hay con nghe nói bánh bò đường thốt nốt mà nào giờ khách nghe nói là ngon nhưng mà thật sự là hồi nào tới giờ khách chưa có biết ăn cái này. Con ăn nửa cái rồi, dỗ con nửa cái nha. Không nổi nữa, còn cũng ra nữa, dỗ. Rồi con ăn thôi.
nữa, một cái ăn hết nè. Sao sáng ăn cơm rồi? Dạ. Ăn rồi cái là nó uống ly cà phê nữa. Cỡ này nó quá tải. Quá tải. Tí ăn là nhìn tí. Khánh ăn thử, Khánh xin mời ông bà cô chú chị ăn nguyên cái thì Khánh ăn không có hết. Tại vì nãy giờ là ăn quá trớn luôn rồi đó. Xuống ăn chỗ rồi mà cái chợ ăn mà ngu dại gì cũng ăn. Đó, cho nên là Khánh ăn đụng đâu đụng gì ăn đó ăn cho biết, ăn thử cho biết hết tất cả các món ở chợ này luôn. Đây là bánh bò đường thốt nốt, Khánh mời mọi người. Chợ này bánh rẻ mà ngon nữa. Dạ. Rẻ hơn mấy chợ kia rồi. Dạ đúng rồi. Nên bạn hàng tới đây lấy đồ. Dạ. Cũng như ở đây anh lên chợ thôn nó miếng nậu 2.000 cái tí à. Dạ. Bây giờ mà đây bỏ một chục có 16.000 một chục. Dạ. Đi lên chợ thôn nó bán 2.000 miếng nữa chút rồi. Dạ. Bự. Dạ. Nên họ vô bạn hàng vô gì chợ này không? Dạ. Bánh cũng rẻ nữa. Xôi đồ gì ăn cũng rẻ mà ngon chứ mày rẻ là dở nha. Hình như bánh bò đường thốt nốt nó dẻo hơn bánh bò thường hả? Thấy không dẻo? Dẻo hơn mà ngon hơn. Dạ. Thơm. Đúng rồi, nó thơm. Có gì? Con rồi con. Có người mua nở cho cửa dở trời. Đây là tấm đậu.
thì giờ này chợ vẫn còn đông, đông quá chừng luôn. Qua đây họ lấy đồ, dạ. Lấy của chợ này nè, dạ. Giờ họ bán. Vì ốc ơi, dạ. Như ở xung quanh đây có bao nhiêu cái chợ nữa vậy ốc? À, bây chợ nhiều lắm. Ở lên này chợ Lụ Ngang, dạ. Rồi qua đây chợ Thành Thới. Dạ. Chợ Thành Thới là cái chợ Lộ Ngang mà hai bà chợ đang bờ dừa và cái hà lầu cái chợ nó bán. Yeah. Rồi cái lên đó chợ Lộ Ngang là chợ bờ dừa mà hai chợ, rồi bên này chợ D, chợ xã. Dạ. Chợ anh bên. Rồi này ngã tư. Dạ. Rồi ra ngoài An Định. Dạ. Chợ không có làm chợ đâu mà làm à. Dạ. Bên này chợ Cầu Kinh nữa, cái xuống móng cầu với cái cối cầu Cầu Kinh cái hà lầu cái chợ. Rồi nó rạch bằng trên này cũng vậy á. Dạ. Mất làm cái chợ hồi đó mấy chợ đó đâu có. Dạ. Rồi gom về chợ này là đông dữ. Dạ, vậy là mấy người đó gom về chợ này để lấy đồ, lấy mối. Bị xe bỏ về đây nó bỏ mối á. Dạ. Rồi cái lại đây không lấy. Ở chỗ kia xe bỏ nó không chạy không tới á. Dạ. Sao? Đó. Bán rẻ cho dân cái giá bỏ mối bỏ mà đây. Tại vì dân mua quà lúc này còn đi bà nói kiểu vậy mà có cơn thử thử ghé mua đậu con bịch đậu cuối cùng. Dạ, thôi thành đậu cuối cùng mừng quá. Sắp sắp về nhà nghỉ ngơi rồi thấy dở. Thường thường mấy giờ dỗ có chạy về mới về nhà, bữa nào bán đắt á. Đắt thế về đấy còn còn mua đồ ăn rồi còn gom tiền. Giờ có bán từ hồi mình mới mua chứ còn gom tiền chứ. Mình đúng. mình nhớ thôi đó. Nhớ chứ. Nhớ luôn chị ơi. Trời nhớ đầy đủ rồi. Dạ. Người ta bỏ quên tôi còn nhớ mặt người đó mà. Dỗ nữa. Bỏ quên á, nhiều khi lại không mua đồ cái hả? Sao? Qua diễn ta. Của năm ngày thương. Cơn này có về tới bên Mỹ hả? Dạ. Mấy keo á, về bên Nhật cũng mấy keo luôn, tao lên máy bay về. Dạ. Người ta lại người ta mua tương cái keo về cái sách đi luôn. Dạ. Bởi vì người ta ăn mình ngâm 10 ngày là mình ăn được hay gì? Dạ, 10 ngày. Dạ. Cũng như ta về người ta xét nghiệm tổng không có cái cách. Dạ. Dạ còn. Cô này có đi quay không chứ cô không mua. Hiện có con rồi. Một đứa chị. Mới một đứa hả? Dạ. Hả, trai gái cưng? Em gái. Ờ, thấy dễ thương quá bởi vì vậy. Dạ. Thì ông xã bằng gì cưng? Chồng em đi làm xa. Thì lâu mới về. Hả? Hả, lâu mới về.
Dạ. Này thì cũng như chị nói chẳng có buôn bán gì thêm không hay là vậy không? Em vậy không, với ở nhà thì em ở với mẹ em. Ở nhà với mẹ cưng á. Dạ. Nhưng mà cưng có đi cái này là cũng như cưng mới quay đây vui chơi rồi chứ không có đâu. Hàng khi thì cưng mới đi qua giải đâu phải không? Dạ đúng rồi. Ờ đúng dạ. Rồi. Thiệt rồi này kia là. Dạ. Quay là dạ. Chị thấy cũng dễ thương. Dạ. Thấy mặc áo bà ba rồi thấy đẹp quá. Em cảm ơn hai cái anh hòa của chị nha. Chúc cưng nha. Dạ. 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 Mấy cô ở chợ này nói lúc mà ngồi bán á thì bữa tháng trước Khánh có tới đây Khánh quay lại rồi thì mấy cô nói là lúc mà ngồi bán thì mình thấy là nó rất là bình thường, mà sao mà mấy cô lúc mà coi phim trở lại thì ui sao mà cái chợ của mình sao đẹp quá vậy. Bởi vậy là mấy cô rất là mến, rất là thích lên trên phim. Bởi vậy là Khánh cũng rất là vui. Giờ cũng 8:30 rồi cho nên là nhà Khánh chuẩn bị Khánh đi về để đi nhóm. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã bỏ thời gian lên đây để theo dõi cũng như là ủng hộ, cũng như là đã có hết quảng cáo cho Khánh. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị, những người đang nghe theo clip cũng như là xin chúc ông bà cô chú anh chị, những người đang buôn bán ở chợ An Thới thì có một ngày mới vui tươi hạnh phúc, thì mua mai bán đắt, là một đêm ngủ thiệt là ngon nhất nha. Bên những người thân yêu của mình, giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.